Báo cáo gần đây của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết TP, Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch ban đầu để phân loại rác vào năm 1999. Trong giai đoạn năm 2015 đến năm 2016, thành phố bắt đầu áp dụng quy định về phân loại rác tại 6 quận. Mục tiêu của họ là mở rộng mô hình này đến tất cả 24 quận bắt đầu từ năm 2017. Tuy nhiên, kế hoạch này nhanh chóng rơi vào quên lãng khi các cơ quan chưa thể thuyết phục được người dân hoặc người thu gom rác để phân loại chất thải thành các loại khác nhau. Lúc đó, ông Trần Anh Đức, 54 tuổi, sống tại quận 8, nói rằng trước đại dịch, anh đã nghe trên tin tức rằng người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải phân loại rác, nếu không sẽ bị phạt. Nhưng không có điều gì xảy ra và không có ai trong số hàng xóm của anh sắp xếp rác của họ, vì vậy anh tiếp tục đổ tất cả vào một thùng. Năm 2018, thành phố lớn nhất của Việt Nam đã công bố kế hoạch có kế hoạch để gia đình nào cũng phải phân loại rác một cách hiệu quả vào năm 2020, với việc áp đặt mức phạt đối với những người không thực hiện điều này. Theo kế hoạch, sau năm 2020, tất cả các gia đình, doanh nghiệp và tổ chức trên khắp thành phố sẽ phải phân loại rác của họ thành 3 loại, rác hữu cơ, rác tái chế và rác khác. Tuy nhiên, cho đến nay, không có sự tiến bộ nào được thực hiện. Huỳnh Minh Nhật, Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trong một báo cáo của đại diện Thông tấn xã Việt Nam vào đầu năm nay rằng thực tế, nhiều gia đình tại thành phố đã phân loại rác, nhưng khi thu gom, công nhân vệ sinh thường đặt tất cả loại rác vào chung để thuận tiện cho việc vận chuyển. Kết quả này dần khiến người dân mất sự quan tâm. Ông giải thích rằng người thu gom rác không được trang bị đồ dùng phù hợp để đảm bảo rác được phân loại và mức lương của họ không đủ để yêu cầu họ thực hiện công việc thêm. Với sự tài trợ và hỗ trợ từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, JICA, dự án nhằm mục tiêu giảm lượng rác thải bị bỏ vào môi trường và tiết kiệm chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác. Dưới dự án, các hộ gia đình trong quận nhận được hướng dẫn về cách phân loại chất thải sinh hoạt thành hai loại, hữu cơ và không hữu cơ. Người dân được lên lịch đổ rác hữu cơ hàng ngày từ 4 tháng 6 giờ chiều và sau đó xử lý chất thải không hữu cơ chỉ một lần sau mỗi 4 ngày. Bà Vũ Thị Quế, 76 tuổi, một cựu quan chức xã trước đây đảm nhiệm dự án, cho biết trong vòng 6 tháng đầu tiên, việc phân loại rác thải được thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, theo thời gian, các công nhân vệ sinh bắt đầu đổ mọi loại rác vào một xe đầy và kết quả là có ít gia đình hơn sắp xếp rác thải tại nguồn. Sau 2 năm, khi dự án thử nghiệm kết thúc, hầu như không ai nữa phân loại rác thải tại nguồn, bà nói. Ông Lê Trọng Sĩ, Phó Chủ tịch xã Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, cho biết, ban đầu, dự án hoạt động khá tốt, nhưng sau đó, kế hoạch đã bộc lộ nhược điểm khi hầu hết người dân ở Hà Nội sống trong nhà hẹp và việc giữ rác thải không hữu cơ trong nhà của họ trong 4 ngày làm chiếm quá nhiều không gian và gây ra mùi kháng khuẩn không dễ chịu, khi rác là bao bì thực phẩm và đồ uống. Đà Nẵng triển khai kế hoạch phân loại rác thải thử nghiệm tại 2 phường của quận Hải Châu vào năm 2017. Đến tháng 6 năm 2018, hơn 80% gia đình trong các phường đó đã sắp xếp rác thải của họ. Tuy nhiên, khi thành phố mở rộng dự án thử nghiệm đến các phường khác, nó không đạt được hiệu quả nào. Theo Sở Kiểm soát Ô nhiễm thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, phân loại rác thải tại nguồn không thành công vì việc thực hiện từ phía lãnh đạo đã dừng lại ở việc khuyến khích người dân thực hiện và chính quyền không thực hiện bất kỳ biện pháp gì.